đây là biết chợ gì không? Chợ Bà Huệu nè. Không biết vì sao kêu là chợ Bà Huệu. Chợ Võ Thành Trang. Ừ, chợ Võ Thành Trang nha. Chợ Võ Thành Trang nè. Wow, đẹp nha. Chợ dài ghê á. Ôi chợ Võ Thành Trang này dài vậy. Bự hơn chợ Sấm Củi luôn á. Quá trời dài. Còn tùm lum á, nó bọc ra tùm lum hẻm hết trơn luôn á. Buổi trưa nên là hơi vắng nha. Có người bán cũng có người dẹp. Đương nhiên là không thể nào mà bằng buổi sáng rồi, nhưng mà chợ dài thì quá dài luôn. Kéo dài đã tới dưới luôn kìa. Bao dài. Không biết vòng dưới đây còn chợ không nha. Ừ, vẫn còn hả? Nhưng mà nó vòng ra ngoài đường lớn rồi. Nó vòng ra đường lớn rồi. Mình sẽ vòng ngược lại. Ở đây có cho thuê phòng nữa. Bánh xèo miền Tây. Chợ Võ Thành Trang ốc nè, heo sò, ốc hến, có hàu nữa, thấy mấy con hàu bự ghê luôn. Mà hàu thì rẻ, hàu có mấy chục ngàn ký à, hàu không có mắc. Cơm chay đồ mang về, chả lụa của chay. Ngày hôm nay ngày chay á, ngày rằm á, nên là có mấy sạp á, họ bán đồ chay, chả chay rồi tàu hủ chi. Hết rồi. Vòng ngược lại chạy trong mấy cái hẻm kia kìa. Mấy cái hẻm kia vẫn còn mấy cái nhánh chợ ở trong hẻm á. Chắc trời cũng bị mưa quá à. Phía bên này nè. Đảo, tiệm tạp hóa quá trời. Thích mấy cái tiệm tạp hóa ghê. Ồ, hẻm này bọc ra đường à. Tặng kinh sách Phật, nhận cho kinh sách Phật. Chỗ đó cho kinh sách Phật. Đó, chỗ này bán dép nè. Hay dép không? Tràm dép. Mà cái tiệm này bán quá trời dầu ăn luôn. Gạo nè. Xe chở gạo. Đó rồi. Hết chợ rồi. Có mấy sạp bán thịt heo ở trên quầy á. Xong hết rồi nha, hết chợ rồi, Nguyễn Thành Trang gì á. Nó nằm ở trên đường Trường Chinh á. Ai muốn ra chợ thì có thể ra ngoài đó. Hôm giờ vắng xe. Xe vắng nên nó là chạy qua bên đây được.